Dán bụi sẹo chúng ta có thể chia sẻ nó làm ba loại: sẹo nhánh tròn, sẹo vuông và sẹo nhỏ. Các loại sẹo này thì có hình dạng và cấu trúc khác nhau nên là chúng ta cũng cần phải có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Đối với sẹo nhánh tròn thì còn gọi là ska hay là sẹo cuộc sống, thì đây là cái loại sẹo phổ biến nhất và chúng ta sẽ điều trị bằng phương pháp bóc tách sẹo và laser sinh hai, laser fusion 1. Ngoài hai phương pháp trên thì sẹo nhánh tròn cũng hiệu quả khi mà chúng ta điều trị bằng phương pháp lâm kim hoặc là điều trị bằng VF. Và đây là các loại sẹo chúng ta có cái hiệu quả điều trị cao nhất. Với sẹo nhánh vuông hay còn gọi là bóc ska hay là sẹo hình hộp thì chúng ta cần phải phối hợp vừa bóc tách và vừa laser trong cùng một cái liệu trình điều trị. Và đây là cái loại sẹo cũng mới khó. Còn một loại sẹo nữa là sẹo nhánh nhỏ, còn gọi là sẹo mass fit. Thì sẽ là speed từ laser và TCI sẽ là hai phương pháp phổ biến và đem lại hiệu quả cao nhất đối với điều trị sẹo này. Thì thông thường sẽ qua speed cần phải có một cái liệu trình điều trị lặp lại nhiều lần và mức độ cải thiện sẽ chậm hơn so với sẹo nhánh tròn và sẹo nhánh vuông. Thông thường mỗi khách hàng sẽ có nhiều loại sẹo trên mặt, nhất là những khách hàng mà nguyên nhân gây ra sẹo từ mụn trứng cá. Thì đối với những khách hàng này chúng ta cần phải kết hợp nhiều phương pháp trong cùng một cái liệu trình điều trị. Ngoài ra thì ngoài cái việc điều trị sẹo thì chúng ta cũng phải kết hợp cải thiện cả nền da xung quanh để mang lại hiệu quả cũng như là tính thẩm mỹ cao nhất đối với khách hàng. Thì ngoài việc là chúng ta bóc tách, chúng ta laser để cải thiện được cái nền sẹo, chúng ta cũng cần phải kết hợp thêm những cái phương pháp như là mesotherapy, tiêu hay là tia ánh sáng giúp cho sẹo được cải thiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, mang lại cái tính thẩm mỹ cũng như là hài lòng của khách hàng. Và phòng khám Dr. Scale của chúng tôi có đầy đủ các phương tiện cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu giàu kinh nghiệm sẽ lên một liệu trình cụ thể cá thể hóa cho mỗi khách hàng, làm sao cho cái liệu trình điều trị đó phù hợp với từng tình trạng sẹo, từng nền da cũng như mong muốn và các tài chính của khách. Còn phòng khám Dr. Scale có bắt đầu làm quyền 10 năm trong một, làm giải pháp tối ưu nhất dành cho sẹo hỗn hợp. Đây cũng là bắt đầu có liệu trình khá nhất và mang lại hiệu quả cao nhất.